Chào mừng tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bất Động Sản Phượng DT. Thực tế là trong cuộc sống thì chắc hẳn trong chúng ta các anh chị ai cũng sẽ có một lần là đi tìm mua bất động sản, có thể là mua nhà cho chính mình hay là mua một cái khu nào đó để mình đầu tư, đúng không ạ? Thì trong đó thì có rất nhiều những cái thuật ngữ như là đặt cọc thiện chí, đặt cọc chết hay là giá rumo, giá trần. Thì vậy trong buổi ngày hôm nay các anh chị hãy cùng em tìm hiểu chi tiết về các thuật ngữ này nhé. Về việc đặt cọc thì sẽ có hai hình thức đặt cọc, đó chính là đặt cọc thiện chí và đặt cọc chết. Về cọc thiện chí thì là cái cọc mà chỉ xảy ra trước khi dự án bắt đầu mở bán, tức là trước một thời gian nhất định, cho có thể là trong khoảng một tháng trước khi mở bán chính thức một dự án nào đó, thì chủ đầu tư sẽ đưa ra một cái mức giá được gọi là giá rumo, và các tư vấn viên sẽ tư vấn cho các anh chị khách của mình là đặt cọc thiện chí những cái căn mà mình đã được chọn dựa trên cái layout. Thì cái cọc thiện chí này có ưu điểm là gì? Đó là chúng ta được quyền ưu tiên chọn căn trước khi mở bán. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ được trả lại 100% giá trị mình đã đặt cọc. Nếu như cái ngày sau ngày mở bán, khi mà tư vấn báo cho chúng ta là cái căn hộ đó với mức giá như thế này, chính sách như thế này và chúng ta quyết định không mua nữa, thì chúng ta sẽ được trả lại cọc. Và cọc thiện chí này thì dễ thường nó cũng tùy từng dự án, từng nơi quy định, có thể là 30 triệu, 50 triệu hay là thậm chí 100 triệu. Thì những cái này nó cũng rất là ưu điểm để chúng ta linh hoạt lựa chọn, bởi vì trước khi cọc thiện chí thì các cái thông tin nó chưa phải là thông tin cuối cùng, nó chỉ là thông tin gần chính xác của chủ đầu tư đưa ra đến các tư vấn viên tư vấn cho khách hàng. Do vậy là chúng ta có thể đặt cọc thiện chí này đến khi có cái thông tin chính thức, khi ngày mở bán mua hàng thì chúng ta có chốt là mua hay không, thì lúc đó cũng rất là linh hoạt cho mình, bởi vì chắc chắn là mình sẽ được trả lại 100%. Và các anh chị lưu ý là cái việc đặt cọc thiện chí này chỉ chuyển khoản vào các đại lý hoặc là các đại lý đã được chỉ định từ chủ đầu tư, chứ không chuyển khoản vào tài khoản của tư vấn viên. Đây chính là một số cái để mà chúng ta nên tránh, để tránh xảy ra những cái trường hợp không hay có thể còn xuất phát từ cá nhân những cái bạn tư vấn đó. Khi đặt cọc thiện chí là chúng ta đã có quyền ưu tiên chọn căn trước khi mở bán rồi, thì đây cũng chính là cái lợi thế của mình. Và việc đặt cọc thiện chí thì sẽ có nhiều mức, có thể là cùng một căn hộ nhưng mà có nhiều người cùng đặt cọc thiện chí vào những cái căn hộ đó, thì sẽ có phân ra các mức ưu tiên là ưu tiên 1, 2, 3 gì đấy. Thì các mức ưu tiên này sẽ được xếp là ai đặt cọc sớm hơn, đặt cọc đầu tiên thì sẽ là ưu tiên cao nhất, và nếu đến lúc mà mở bán chính thức thì cái người được ưu tiên cao nhất đấy quyết định là không mua nữa thì sẽ được quyền ưu tiên, sẽ chuyển đến những cái ưu tiên lần lượt đã xếp theo sau khi chúng ta đã chuyển khoản căn cứ theo cái thời gian mình đặt cọc. Tuy nhiên, việc đặt cọc, bên cạnh những cái ưu điểm của cái đặt cọc thiện chí như vậy, nhưng đặt cọc thiện chí lại có cái ưu tiên thấp hơn, đó chính là cọc chết. Cọc chết là gì? Là cọc mà chúng ta sẽ phải chuyển khoản, có thể là tùy mức quy định đó, vì là 50 triệu, 100 triệu hay 200 triệu đối với các biệt thự. Thì chúng ta đặt cọc chết là chúng ta sẽ không được trả lại, nếu cái ngày mở bán chúng ta không quyết định không mua thì chúng ta sẽ không được trả lại cái khoản đấy. Cái này thì sẽ trên hợp đồng đặt cọc cũng sẽ ghi rất là rõ các điều khoản là cọc chết thì sẽ được như thế nào. Và nhưng mà cọc chết lại có là mức ưu tiên cao nhất, được cao hơn cả mức đặt cọc thiện chí. Thì do vậy nếu như mà các cái dự án chúng ta đã thực sự clear rất là rõ rồi, hay là về bất kể cái mức giá mà chúng ta đã được tư vấn cái mức giá rumo rồi thì chúng ta chấp nhận được, thì chúng ta sẽ có thể là đặt cọc chết luôn. Thì cái đấy là chúng ta phải cân nhắc rất là kỹ trước khi đặt cọc chết. Và quan trọng là đặt cọc chết là cái mức ưu tiên cao nhất, nhưng chúng ta phải hiểu thực sự rõ và chúng ta phải xác định là chắc chắn mua, thì chúng ta sẽ không bị tránh mất cái cọc này. Và đối với bản thân em thì tư vấn các khách của mình với các dự án thì chúng ta là có thể nên đặt cọc thiện chí hơn, bởi vì có thể là đến lúc ra hàng thì mình lại có những nhiều lựa chọn, và chúng ta có thể lựa chọn nhiều, đặt cọc thiện chí cho nhiều cái căn của mình. Thì như vậy chúng ta sẽ chắc chắn về cái việc mà chúng ta sẽ không bị lãng phí mất cái tiền cọc của mình. Vậy sau khi em chia sẻ thì chắc các anh chị cũng đã rõ hơn về cọc thiện chí và cọc chết rồi, đúng không ạ? Và trên các cái vừa chia sẻ ở trên thì em có nhắc đến giá rumo. Vậy không biết các anh chị đã nắm được giá rumo là gì chưa? Giá rumo hay còn được gọi là giá trần, tức là cái mức giá cao nhất để đưa ra của cái mức của cái dự án đấy, của cái khu căn hộ đấy trước khi, trong quá trình mở bán. Tức là trước khi mở bán thì chủ đầu tư sẽ đưa ra một cái mức giá rumo để tư vấn viên truyền thông đến khách hàng của mình, đó là cái căn hộ đấy hoặc là cái khu đất đấy có mấy cái giá trị giá rumo là khoảng 70 triệu hay là 50 triệu, 40 triệu trên 1 mét vuông. Thì giá đấy chính là cái giá cao nhất mà có thể là cái giá bán chính thức sau này, tức là sau khi mở bán thì cái giá chính thức của chủ đầu tư đưa ra nó sẽ chắc chắn nó sẽ phải thấp hơn cái giá rumo đã báo với khách hàng trước đó. Dựa trên cái mức giá rumo để chủ đầu tư có thể đo lường được cái tình hình thị trường, tình hình khách hàng, cái số lượng đặt cọc như thế nào để chủ đầu tư có thể đưa ra cái mức giá chính thức, mức giá chính xác sau khi mở bán, và cũng như là điều chỉnh cái chính sách bán hàng sao cho phù hợp nhất. Thì các khách hàng cũng có cái thời gian để mà mình cân nhắc, để tìm hiểu kỹ hơn về dự án của mình. Thì em thấy đây cũng là một cái việc đặt cọc thiện chí và dựa trên cái mức giá Lumo thì cũng là một cái hình thức khá là hay, khá là ok cho khách hàng để chúng ta có thể lựa chọn được những cái sản phẩm phù hợp nhất. Và hiện tại thì ở Ecopark hiện đang có cái dự án đó là tổ hợp khoáng nóng đưa vào tận từng căn hộ và công nghệ detox đưa vào từng căn hộ, đó chính là dự án Landmark. Tòa R1 thì đã ra được một thời gian rồi và bây giờ là đang ra tuần tới, thời gian tới là sẽ ra tòa R2, và hiện tại thì chúng em cũng đang nhận đặt cọc thiện chí. Thì nếu tất cả các anh chị có quan tâm đến dự án này hay là bất kỳ những cái dự án nào khác của Ecopark thì hãy liên hệ với em theo số điện thoại ở bên dưới để em tư vấn các anh chị chi tiết và cụ thể hơn nữa nhé. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video này và các anh chị hãy nhớ là like, đăng ký kênh, subscribe kênh của em để nhận được thêm nhiều những cái thông tin khác, những cái chia sẻ khác nữa nhé. Em xin cảm ơn tất cả các anh chị và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.